Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Japan. Vâng, lại vượt rất nhiều km, Ngọc Japan lại tới phố Trần Bảo, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa để giao chiếc ghế Panasonic MA068 cho chú Tùng. Và thưa các bạn, đây là quang cảnh nhà chú Tùng mà Ngọc Japan vừa đặt chân tới nơi. Thì cũng chia sẻ với các bạn rằng là cũng có rất nhiều đơn vị bán, nhưng mà khi chú trao đổi rằng là có giao hàng tận nơi cho chú vào tới Thanh Hóa được hay không thì cũng có các đơn vị từ chối, nên là chú cũng tham khảo rất nhiều và chú đã quyết định mua tại Ngọc Japan, bởi vì chú mong muốn rằng là chiếc ghế nó phải giao được tới tận nơi, bởi vì thứ nhất là nhà chú rất khó, không có người di chuyển chiếc ghế lên được, và cái thứ hai chú cũng lo lắng rằng là cái vấn đề bảo hành sau bán hàng khi nó phát sinh ra lỗi thì không có người tới xử lý, nhất là với một chiếc ghế cồng kềnh như này thì thực sự là chú cũng không biết làm thế nào, bởi vì dù sao chú cũng là người có tuổi và không thể chủ động trong cái vấn đề này được. Và chú cũng tìm hiểu rằng là những cái người có thể sửa được những chiếc ghế massage nội địa Nhật thực sự là nó không có nhiều. Và các bạn cũng có thể thấy đây, chú Tùng là một người rất là cẩn thận và xem xét rất là kỹ, bởi vì chú cũng mong muốn là mua được những cái sản phẩm đúng giá và chất lượng, và quan trọng hơn hết là chú quan tâm nhất đó là cái chế độ bán hàng cũng như chế độ hậu mãi của bên bán sản phẩm ghế massage nội địa Nhật. Và đó cũng chính là cái lý do mà chú đã tin tưởng cũng như là đã lựa chọn Ngọc Japan để mua chiếc ghế này. Và đây là lúc anh em nhân viên Ngọc Japan vừa vượt vài trăm km để tới nhà của chú Tùng và có thể bàn giao chiếc ghế cho chú. Đây là cái lúc anh em nhân viên đang hoàn thiện và hướng dẫn chú về cách sử dụng cái dòng ghế massage nội địa Nhật này. Rất là cảm ơn chú Tùng đã tin tưởng cũng như là lựa chọn Ngọc Japan để có thể là có cơ hội giao ghế cũng như là mang tới cho chú một cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe chủ động.